cái video này tôi xin làm để trả lời một bức thư của một người xem đây bạn Nguyễn Quang Đăng địa chỉ rainbow cái gì ndqd@gmail.com bạn Đăng bạn viết cho tôi một bức thư và bạn ấy cũng có khen là kênh này thì giảng bài là thầy giảng thì dễ hiểu vân vân và nhiệt tình và tôi cũng đầu tiên cũng rất là trân trọng cảm ơn bạn đang đã quan tâm đến kênh và và tôi cũng rất là yêu mến những cái người mà lại chịu khó học hỏi và lại đặc biệt là những cái người mà có mối cái, cái 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 những cái bức thư liên hệ và nói với tôi một cách rất lịch sự như này dù cho mặc dù đây là bạn ấy nghe theo tôi hiểu là bạn ấy yêu cầu tôi làm lại không phải làm lại mà có thể là sản xuất lại tức là mình sản xuất lại những cái video bạn nên quan tâm đến vấn đề là các cái video mà lập trình hướng đối tượng trong PHP thì theo tôi nghĩ tôi tôi cũng đối với tôi thì tôi cũng rất tâm đắc với cái cái series này lập trình hướng đối tượng trong PHP và bạn ấy có phàn nàn là chất lượng video thì mờ quá và tôi mặc dù là phải uh, cái này thì nó cũng không có khó khăn gì cả tôi sẽ tìm lại mấy cái file đó và tôi sẽ sinh nó ở cái dạng hd tức là tôi sẽ làm nó ở cái dạng video nó có phân giải cao hơn và chắc chắn là sẽ chất lượng video sẽ được cải thiện mặc dù cái việc đó đối với tôi thì tôi cũng rất ngại nó thứ nhất là nó phải thứ nhất là phải tìm ra các cái file đó sau đó rồi lại nó gọi là rendering đấy nghĩa là phần mềm nó sẽ mất công rất lâu để nó sinh ra đặc biệt là những cái file HD nếu mà sinh ra video cái dạng HD thì cái độ thời gian nó chạy cũng lâu hơn và sau đó thì lại còn upload lại lên YouTube nhưng mà tất cả những cái đó tôi sẽ tôi cũng sẽ làm và đúng là tôi đã nhìn lại các cái video đấy thì quả thật là mờ thật và như thế là coi cái, cái cái việc của bạn đang yêu cầu là coi như đã được giải quyết nhé và bạn đang yên tâm là tôi sẽ làm tất cả những cái việc đấy và vấn đề thứ hai là nhân đây tôi cũng nói một chút với bạn Đăng và có thể cả những người khác nữa đây này bạn ấy nói là cái gì nhỉ em bây giờ cũng biết cái gì nhỉ cái gì nhỉ em đang tìm hiểu về những cái cơ bản nói chung cũng đã nắm chắc rồi em cũng đã làm được website đơn giản nhưng theo kiểu code tự do truyền thống nhiều lúc nhìn vào rất khó tìm lỗi. Yes, yes, um, nếu như là trang đó có lỗi, em biết bây giờ người lập trình web thường code theo kiểu mô hình MVC theo lập lập trình hướng đối tượng nhưng em chưa tìm hiểu về lập trình này nên rất khó. Tóm lại bạn này nói rất đúng ở cái điều là chúng ta nên chuyển sang hướng đối tượng. Và cái mô hình MVC cũng đúng thôi đặc biệt là trước sau gì các bạn cũng nên bây giờ nếu mà các bạn mà cốt bằng cái kiểu PHP truyền thống tức là mình tự cốt ra thì nó sẽ rất là rất là mất công và chúng ta bây giờ nếu mà làm web thì phải dùng theo cái các cái framework và và tôi cũng đang có một vài cái video về các cái PHP framework ví dụ như code igniter hoặc là hoặc là G hoặc là G thì đó tôi cũng mới mới đăng một vài bài và chắc là sẽ còn những cái video tiếp theo về những cái chủ đề về PHP Framework Nhưng mà đầu tiên thì bạn sẽ phải học chắc chắn nắm chắc về OOP Đó những cái video mà tôi sẽ Đăng tải lên bạn hãy xem lại đồng thời bạn thêm thêm những cái thứ khác nữa Và sau đó nếu mà bạn cảm thấy đã tự tin về OOP Tức là lập trình hồn đối tượng ở trong PHP thì chúng ta có thể chuyển sang xem mấy cái video về Oh, về về coding nature hoặc là về gì và lúc đó thì chúng ta sẽ cảm thấy uh, lập trình web nó more and more comfortable có nghĩa là nó sẽ thoải mái hơn nhiều chứ còn nếu như kia thì quá vất vả vậy nhỉ tôi chỉ có vài lời với bạn đăng như vậy và tôi cũng xin chúc bạn đăng là um, đạt được nhiều thành công trong cái và hãy giữ vững cái niềm đam mê về lập trình và có vẻ như bạn đang đi đúng hướng đấy. Đúng là PHP PHP là một thứ rất hay ho và chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình MVC vân vân, nó cũng khó lúc đầu thôi và sau đó thì tôi nghĩ là bạn cũng đã sẽ, sẽ sẽ nắm được những cái đó rất nhanh và hãy tiếp tục theo dõi những cái video trên này và tôi sẽ giúp tất cả các bạn về để nắm bắt được những cái kỹ thuật mà theo tôi nghĩ là MVC cũng như là G hay là hay là code code igniter đều là những cái thứ rất là rất là mới rất là chúng ta đang bám sát với cái công nghệ đấy nha và ít nữa có thể chúng ta còn chuyển sang cả lập trình cho mobile thí dụ android hoặc là cho mobile phone cũng được ok so thank you very much for watching and see you next time